đã từng nghe đến nhiều thú cưng độc đáo như rắn, rùa, thạch sùng, vân vân. Nhưng heo, mọi người nuôi rồi thả rong trong nhà như chú chó, con mèo thì chắc chỉ có ụt ụt. Đã thế, chỉ sau 16 tháng được chủ chăm chút, nàng heo này đã cán mốc 120 kg, với bước đi lặt lè, tưởng không thể trụ vững trên bốn chân. Chủ nhân của nàng heo này là cô Nguyễn Thị Nga, nhà ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Năm ngoái, có một lần cô Nga đi chợ đầu mối. Cô vừa đi vừa nhớ con chó của mình vừa bị đụng xe tháng trước, trong lòng quá trời buồn. Chạy qua một chiếc xe con, trong chiếc lồng phía yên sâu là 5-6 chú heo con đang nằm ngủ. Cô ngó thấy cũng băn khoăn nhưng chạy đi luôn. Qua chừng 500 mét thì cầm lòng không đặng nên quay đầu lại. Cô hỏi thương lái mua con nhỏ nhất về làm thú cưng với giá 200.000. Về nhà thì đặt tên là Ụt Ụt. Cô chưa từng có ý định này từ trước, ấy có lẽ cũng là một cái duyên. Từ ngày được đem về, bé heo này được chăm sóc y như thành viên trong gia đình. Nhà có 4 người con trai, cô Nga gọi Ụt Ụt là con gái út. Mỗi lần cả gia đình ăn cơm, Ụt Ụt cũng được bới một phá vào chiếc thau bên cạnh. Lúc cả nhà buông đũa, quay sang, chiếc thau cũng sạch trơn. Lớn lên chút, ngoài cơm, Ụt Ụt còn ăn thêm bánh mì. Hôm nào có người cho thì cô Nga đỡ mua, không thì cũng tốn tầm 30-40 ngàn. Nhiều nhất, mỗi ngày, Ụt Ụt có thể ăn liền được 40 ổ bánh mì. Mà kể ra, bé heo này có ăn gì nhiều, chỉ là cơm, bánh mì, rau, trái cây. Năm trước thì mỗi ngày 2 bữa, 3-4 tháng nay thì mỗi ngày chỉ còn 1 bữa duy nhất. Cô Nga không cho thì 2-3 ngày liền cũng chẳng đòi ăn. Con gái con đứa gì mập quá trời, phải giảm cân thôi, cô Nga hài hước nói chuyện với con gái út. Vì bàn chân của bé heo này nhỏ, cơ thể nặng quá thì lúc đi dễ té. Cô Nga sợ con gái thừa cân lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngày Ụt Ụt mới về, nhà cô Nga còn chật. Cả nhà, 4 người con trai trải một tấm nệm chung ở phòng khách để có chỗ đặt lưng. Bé heo này cũng có hẳn một cái gối, cái mền. Bữa nào thích riêng tư thì Ụt Ụt nằm phía ngoài. Bữa nào cà giỡn thì cứ 4 anh trai nằm đó, Ụt Ụt chen vô nằm giữa. Các cậu con trai nghe tiếng thì biết ngay là ai. Theo thói quen, ôm ngay cục thịt béo. Có mấy người hàng xóm đi ngang, cửa không đóng, nhìn vào 4 đứa con trai và một bé heo xếp hàng nằm ngay ngắn giữa nhà thì che miệng cười. Ụt Ụt vốn ưa sạch sẽ, cô Nga tắm rửa cho nó y hệt cách tắm rửa cho con mình hồi xưa. Chiều nào cũng tắm, bữa nào trời nắng thì ngày tắm 2 lần. Sữa tắm dùng cho Ụt Ụt là sữa tắm xịn, mỗi chai tận cả 100.000. Tắm xong, ai sờ vào cũng khen sạch, khen thơm. Cô Nga nghe người ta khen con gái út như vậy thì vui trong lòng. Chỉ khổ nổi, Ụt Ụt càng ngày càng béo, sữa tắm dùng hao, cứ 1 tuần là hết 1 chai. Tiền nước thì mỗi tháng mấy trăm là chuyện bình thường. Bé heo này cũng thay khăn tắm liên tục. Đi qua hàng rào nhà cô Nga, thấy cái khăn to đỏ đỏ hồng hồng thì đích thị ấy là khăn tắm của Ụt Ụt. Con gái mà, xài màu nữ tính xíu. Cô Nga vừa vỗ cái mông béo của Ụt Ụt vừa cười. Cô Nga chia sẻ thêm, việc tắm cho Ụt Ụt tốn công nhất, bởi mỗi lần như thế mất khoảng 30 phút với các công đoạn kỳ cọ: tắm xà bông, lau khô, sấy khô. Mùa nắng thì ngày tắm 1 lần, mùa mưa sợ bệnh, cách ngày cô tắm cho heo 1 lần. Mỗi tuần, nàng heo to bự này sẽ dùng hết 1 chai sữa tắm giá 100.000. Nuôi nó cũng tốn kém lắm, nhưng được cái vui, cô Nga mỉm cười chia sẻ. Chỉ tay vào những vết thương trên 4 cẳng chân của Ụt Ụt, cô Nga giải thích. Từ ngày béo lên, nền nhà thì trơn, Ụt Ụt đi không vững, chân tay ngọ ngoại, cứ thế đập xuống nền, trầy trụa hết cả, thương lắm luôn. Vừa dứt câu, cô lấy hũ thuốc và nắm bông gòn, ngồi lau cho con gái. Hỏi cô Nga, có nhớ chi phí nuôi Ụt Ụt là bao nhiêu không? Cô nhắm chừng là tầm 3-4 triệu gì đó. Cô Thủy, 52 tuổi, hàng xóm nhà cô Nga hàng chục năm nay. Hồi cô Nga mới mua bé heo về, cô hay ẵm nó trên tay, chỉ to hơn đứa bé mới sinh chút xíu. Heo gì khôn quá trời khôn, chưa bao giờ thấy tiểu tiện đi vệ sinh trong nhà. Cứ mỗi chiều là thấy chị Nga dắt nó ra đầu ngõ,
có đồ hứng đàng hoàng nó mới đi. Bởi vậy, nó là heo mà cũng kiên cử sạch sẽ, mình không thương nó cũng không được. Theo lời cô Nga thì đúng như vậy. Và điều bất ngờ là những cái này cô chưa từng giải gì cho Út Út từ trước. Ngày mới về, ngay bữa đầu tiên, Út Út mắc vệ sinh là đã tự đi ra sân. Rồi sau này lần nào cũng thế. Một lần kia, cả nhà cô Nga đi núi Châu Đốc từ 3 giờ sáng đến 6 giờ tối mới về. Vậy mà Út Út vẫn cố gắng nhịn chứ không tè bậy trong nhà. Cô Nga vừa mở cửa thì thấy bé heo nằm chờ sẵn, dụi mẹ một cái rồi chạy gấp ra sân đi vệ sinh. Út Út không có thói quen ăn vụng. Lần nọ, đồ ăn để đó quên đậy, Út Út rón rén lại gần. Cô Nga la một tiếng là từ đó về sau, Út Út chỉ ăn những gì mà người lớn đút, chỉ ăn những gì được bỏ vào thau của mình. Cô Nga quá bụa ngày trẻ, làm nghề bán bún xào nuôi con. Buổi sáng, bốn người con trai đều đi học, đi làm. Cô Nga bán một mình. Út Út hình như sợ mẹ buồn nên cứ nằm kế bên chỗ xe bún. Khách ngó thấy riết quen, ai cũng thương cũng chào, chưa từng có người nào chê bẩn, chê mất vệ sinh. Con cái lớn hết, bà Nga hay ngồi một mình để chuẩn bị cơm chiều. Nhà vắng hoe, Út Út nằm xuống gần mẹ cách chừng 5 mét, rồi cứ chơi trò nhích mông lại gần. Khi nào mông mình chạm mông mẹ thì mới chịu nằm yên. Cứ mỗi chiều tắm xong, Út Út lại ra ngõ ngắm phố chiều. Nghe có vẻ buồn cười, chứ thật ra là vậy. Trời mát, Út Út ve vẫy cái đuôi, hai chân co lại tì dưới cổ, bình yên ngắm dòng người qua lại. Thỉnh thoảng có ai đó dừng xe, chạy qua sờ mông bé heo này một cái, rồi bái bai đi tiếp. Dòm vậy thôi, chứ quanh xóm, đứa nhỏ nào cũng là fan nhí của heo nhà này. Cơm nước xong xuôi, cả nhà ngồi trước tivi coi phim, coi vọng cổ. Út Út chẳng biết có thích không, mà cũng nằm hứng máy quạt ngay bên cạnh. Mấy anh trai ăn tráng miệng gì thì em gái được đút cho ăn cái đó. Bữa nhãn, bữa chôm chôm, bữa ổi, bữa rau câu. Nàng heo bắt chước các anh tự biết nhè hột ra ngoài. Không chỉ cô Nga mà những đứa con cũng xem một cục như một thành viên trong gia đình. Có mấy thương lái chạy ngang ngã giá muốn mua, cô Nga từ chối, bảo có trả 100 triệu nhà tôi cũng không bán. Hỏi cô có nghĩ đến chuyện một ngày Út Út già đi không? Cô Nga bảo cô không dám nghĩ, chỉ mong sống được với con gái mình càng lâu càng tốt. Nhưng nếu chuyện ấy đến, chắc cô sẽ tìm một mảnh đất để chôn cất đàng hoàng, hoặc sẽ đem thiêu nếu không còn cách khác. Cách cô Nga đối xử với Út Út, người ta nhìn thấy ở đó một sự tận tâm như giữa người với người vậy.